hai bạn. Thì hôm nay Tuân rất mọi người đến đây để cùng tìm hiểu về cuộc sống của mình. Đầu tiên là vì sao hai người lại chọn cái khu này để mà mình về ở chung với nhau nhỉ? À, thứ nhất đó là cái khu này nó gần công ty của Nhật thì nó tiện cho việc đi làm của Nhật và cả của Hậu nữa. À, là bọn mình dọn về ở với nhau bao lâu rồi ạ? À, mình dọn về ở chung cũng lâu rồi, nhưng mà mới chuyển về cái khu này thì cũng gần khoảng được hơn 3-4 tháng gần đây. Rồi tổng thời gian mình ở cùng với nhau là bao lâu? 5 năm à? Chắc không hơn 5 năm. Ở chung với nhau 5 năm luôn? Đúng rồi. Còn thời gian quen nhau là bao lâu? 5 năm rưỡi. 5 năm rưỡi. Là chỉ nửa năm là về quyết định về ở với nhau. Đúng rồi. Sau nửa năm thì bắt đầu mình từ lúc đó mình đang học đại học thì sau đó thì mình mới mặc dù đang học nhưng mà cứ chiều thì Nhật đi làm xong thì rước hai đứa đi về nhà môn lận. Xong cái sáng hôm sau cái đi làm cái đưa đi học xong cái chiều rước về kiểu vậy đó. Nhưng mà mặc dù thì vẫn ở ký túc xá kiểu vậy theo nói chung là lâu lâu thôi chứ cái giai đoạn đầu thì không ở thường xuyên, phải về sau mới là ở thường xuyên. Rồi bây giờ cho Tân quay về đầu tiên đi, làm sao mà Nhật với lại Hậu có thể biết được nhau? Thì lúc đó thì tụi mình đã biết nhau trước trên Instagram. Rồi sau đó thì Nhật cũng thả thính qua lại rồi có comment một câu là mình yêu nhau đi. Thì mình cũng gọi là lúc đó cái thời đó là cái bài hát của Bích Phương đang nổi lên như vậy đó nên mình cứ nghĩ nó bình thường. Nhưng mà lúc đó thì mình cũng đã có người yêu rồi. Một tuần, được một tuần. Mới có nghĩa mới được một tuần thôi. Rồi xong cái Nhật mới comment như vậy thì lúc đó mình mới trả lời rằng thì em có người yêu rồi nên là sẽ kiểu như vậy đó, không quen được. Lúc trước á thì phải vừa lúc nói chuyện thì lúc đó là chưa có người yêu nên về sau mới hỏi thì hỏi ra mới biết có người yêu một tuần. Ở Nhật tiếc không? Hơi tiếc lúc đó. Nhưng mà tuần sau Nhật cũng có người yêu. Là nghe tin họ có người yêu là quyết định có người yêu luôn. Chắc là đi thả thính dạo cái câu đó, ai dính thì dính gì đó. Kiểu như vậy. Không, lúc đó thật ra chỉ biết là Hậu chỉ nói chuyện thôi, rồi chỉ đùa vu vơ vậy thôi. Thì cũng định là gặp nhau uống cà phê cho biết nhau thôi, chứ cũng chưa có phải ý định gì hết á. Nên chỉ đùa với như vậy thôi. Sau đó nữa thì mới bắt đầu có một cuộc hẹn chung giữa một đám bạn với nhau. Là thật ra là giữa Nhật với một bạn khác. Rồi xong nhưng mà cả đám chơi với nhau nên cái bạn đó mới rủ mình theo. Rồi ngày hôm đó thì mới có dịp hai đứa gặp nhau ngoài đời thật sự luôn. Mấy tháng sau kể từ cái câu nói đó rồi ai cũng có người yêu hết á, rồi ai mỗi người có một cuộc sống riêng. Rồi sau đó vì mới gặp nhau có cái duyên là bạn bè rủ nhau đi cà phê ở ngoài bệt á, thì cả đám á thì tình cờ có luôn bạn này. Thì mới bắt đầu gặp nhau cái hôm đó. Khi mà Nhật có người yêu thì Nhật cũng ít đi chơi bạn bè lắm. Thì khi nào mà độc thân thì mới đi được với bạn bè thôi. Thì đó là lý do sao mà thật sự là hai đứa hẹn rất là nhiều lần rồi nhưng mà không có cơ hội để được gặp. Nhưng mà giờ cái gọi là tình cờ đi gặp chung một đám bạn nên là gặp nhau vậy đó. Bao lâu sau cái lần hẹn hò đầu tiên thì mình chính thức quen nhau? Nó cũng không phải gọi là cái ngày cụ thể, tại vì nó cứ diễn ra từ từ. Nó cứ tự nhiên như vậy và thôi, mình cũng không ngỏ lời không gì hết đúng không? Thì cứ thấy mình gắn kết là mình về. Thì tại sao mình lại quyết định rất là nhanh chóng, mình lại quyết định dọn về chung? Cái câu chuyện về ở chung nó bắt đầu như thế này. Tại vì Nhật đi làm, lúc đó hai đứa cũng đã quen nhau rồi. Thì Nhật phải đi làm ở nước ngoài, những lúc đó Nhật đi làm ở Malaysia gần hơn 6 tháng. Thì sau 6 tháng nó về thì Nhật chuyển công tác về tới tận nhà bè luôn. Tận nhà bè. Thì sau đó từ nhà Nhật tại Hóc Môn mà đi làm ở nhà bè cũng xa. Thì đó Nhật quyết định là Nhật cũng phải dọn ra gần công ty. Thì đó Nhật mới rủ, lúc đó Hậu thì cũng ở chung với bạn thôi. Thì Nhật rủ Hậu qua ở chung với Nhật luôn cho nó tiện đi xây tiền phòng. Đấy không phải là lý do chính. cái lý do chính mà để hai đứa dọn ra ngoài luôn á, bắt đầu một cuộc sống ở riêng á, là tại vì lúc mà Nhật đi làm bên Malaysia là hai đứa gặp một vài cái trục trặc trong chuyện tình cảm. Là trước khi cái ngày mà Nhật về nước luôn á, là ngày đó là ngày kỷ niệm 2 năm của ta. Thì 2 năm là hai đứa quen nhau, mình bị ghen với một bạn bên bển. Có một bạn ở bên bển khiến cho mình bị ghen với bạn đó. Nhưng rồi, mà cái biểu hiện của bạn đó với lại Nhật như thế nào mà Hậu phải ghen? Cái lần đầu tiên trở về Việt Nam sau khi mà ở bên Malaysia á, lúc đó thì hai đứa vẫn còn ở chung nhà ở ba mẹ ở Hóc Môn. Cứ về cái ăn cái gì cũng chụp hình gửi cho bạn đó. Rồi xong cái sau này thì mình mới mò ra được Instagram của bạn đó. Mò ra, không hiểu tại sao mà có thể mò ra được luôn, cảm thấy hay vậy luôn. Chỉ có một cái hashtag thôi mà có thể mò được. Mà mình có cái thời gian là trúng ngay ngày hôm đó là Nhật nói xạo với mình là Nhật đi lên Zuho để đi làm việc với công ty, nhưng mà là có nói là đi một mình thôi. Còn nhắc mạnh là đi một mình nữa, ai ngờ là đi với bạn đó. Khi mà lúc đầu mà Nhật qua bên Malaysia á,
thì bạn đó cũng rất là hỗ trợ giúp đỡ Nhật. Thì mình là người Việt Nam qua bên đó thì cũng đâu biết nhiều, bạn nó ở đó lâu thì bạn nó cũng hỗ trợ giúp đỡ Nhật. Thì cái hôm đó thì cũng gần về Việt Nam rồi, thì Nhật có công việc dựng lên đó, thì sẵn thì bạn đó cũng gần đó, bạn nó mới rủ đi ăn, có vẻ sẵn lắm luôn đó. Thì tại vì bạn nó cũng giúp mình nhiều mà mình chưa có cái gì mời bạn nó ăn hết, thì hôm đó sẵn tiện là cũng mời để gọi là farewell, để tạm biệt bạn nó đi về Việt Nam luôn. Rồi tại sao lúc đấy Nhật không bảo với Hậu rõ ràng là mình đi hai người? Nói chung là Hậu cũng hay ghen, cũng suy nghĩ lung tung nhiều nên cũng không muốn nói nhiều, sợ nghĩ nhiều. Trước đó đã ghen rồi, đúng sao không dám nói nữa. Nhưng nếu mà nhưng mà ghen nhiều quá thì mình thấy hơi áp lực nên cũng không có nói nhiều công, thì thôi mình cứ nói vậy tại vì mình cũng không có cái gì. Thật ra thì cái ngày đó là cái ngày kỷ niệm của hai đứa rồi, xong cái mình thì ở nhà mình cầm điện thoại mình chờ, nói chung hai đứa vẫn chat với nhau, xong cái mà Nhật thì cứ chat một câu cái im lặng luôn, xong cái lâu lâu mới chat một câu, mình thì mình cứ chờ hoài mình không biết cái gì bên bển. Thay vì đang ăn tiệc với công ty thì cứ nói là anh ăn tiệc với công ty đi, rồi ngày mai nói chuyện hay là nói chuyện sau gì đó. Không nói, cứ bắt mình chờ tới nửa đêm gì đó, cái ngủ nào cũng hay luôn. À còn trước đó nữa, còn thêm cái này nữa là bạn đó, lúc đó là mình có password của Facebook của Nhật. Xong cái tình cờ mình vào, cái mình thấy bạn đó là ghi là Dear My Darling. Tự nhiên cái lúc đó tự nhiên cái mình suy nghĩ là cái vốn từ dựng anh văn của mình thấy, ủa cái từ này đâu phải là tự nhiên sử dụng ngang xương như vậy. Rồi cái lúc đó là bắt đầu là mở màn cho tất cả mọi cái cuộc nghi ngờ. Gây cấn quá, mới vào mà gây cấn quá. Rồi lúc mà về nhà mới rồi mình cảm thấy hết giận liền. Giận là giận thôi, nhưng mà nói chia tay là bực bởi vì nói vậy thôi. Chứ đó cũng là lần đầu tiên, cũng lần cuối cùng nói, không có dám nói nữa. Là trong 5 năm rưỡi là không có bao giờ nói chia tay nữa. Đúng rồi. Mình gắn bó với nhau như vậy rồi, cuộc sống của hai bạn có cái biến cố gì đó mà làm cho mình cảm thấy là ừ, thật sự mình muốn gắn bó tiếp với nhau. Tại vì thường á, để cái tình cảm của nó sâu sắc hơn á, mình sẽ phải trải qua cái biến cố gì đó. Thì lúc đầu Nhật quen nhau được một vài ngày á, thì Nhật nghe được một cái tin, tin nó cũng không có hay lắm, là một người yêu cũ bạn của Nhật á thì bị bệnh. Thì Nhật cũng lúc đó Nhật cũng nghĩ là, Nhật lúc đó Nhật cũng lo lắng cho bản thân mình là mình không biết là mình có bị bệnh hay như vậy không. À là bệnh xã hội. Loại bệnh. Thì khi mà Nhật nghe được cái tin đó thì Nhật cũng rất là hoang mang, thì mình cũng rất là sợ, nhưng mình cũng chia sẻ thẳng với Hậu là à nó như vậy đó. Thì Hậu có thể quyết định là ở lại ra đi, rất là quyền quyết định của Hậu. Lúc đó hai đứa cũng mới quen nhau được tầm hơn tuần, hơn gần chưa tới một tháng. Thì Hậu lúc đó Hậu ở lại, Hậu không ra đi, Hậu ở lại với Nhật. Hậu cho Tuân xen vào đoạn này tí, vì sao Hậu quyết định ở lại? Tại vì hai người mới chỉ quen nhau một tuần thôi, mọi thứ còn rất mới, nhưng mà cái khó khăn ở trước mắt đó Hậu thấy nó không nhỏ nha. Thật ra thì có cảm tình với Nhật lâu rồi, nhưng mà đến khi mà quen nhau thì Nhật nó cái kiểu của Nhật nó không có giống như những cái người trước của mình. Nó tạo cho mình một cái cảm giác như là rất là an toàn. Trước khi nói với mình là đã đi xét nghiệm rồi và đã là thì không có, nhưng mà bởi vì đại khái như là bác sĩ sợ là không đủ thời gian bao nhiêu, 3 tháng đúng không? À là chưa phát hiện ra. Đúng rồi, sợ như vậy là không có chắc, nên là sẽ 3 tháng sau xét nghiệm lại để mới là quyết định là chắc chắn. Thì mình mới nghĩ là nếu bây giờ mà người ta như vậy rồi mà mình bỏ người ta nữa thì có phải là người ta đã xuống cái đáy rồi mà mình còn đạp thêm nữa, thì sợ là Nhật sẽ không qua được cái lúc đó, thì mới quyết định là thôi hai đứa sẽ đồng hành với nhau đến khi mà nhận được tin vui. Rồi gia đình của Nhật với Hậu á, mình có gặp khó khăn gì cho cái phần come out của mình không? Cái phần come out của Nhật thì nó dễ hơn. Nhật chỉ nói với mẹ Nhật vào trước cái ngày Nhật hai đứa chuẩn bị cưới nhau thôi. Là trước cái ngày cưới đó khoảng vài ngày thôi, thì Nhật nói với mẹ Nhật á, mẹ ơi con chuẩn bị cưới. Cái mẹ cũng hỏi là mẹ cưới ai. Cái con nói con tự lo được, con mẹ không cần lo đâu. Cái thì mẹ cũng nói là thôi mẹ cũng nói là tao cũng biết mẹ cưới ai rồi. Tại vì lúc đó là Nhật với Hậu cũng thường xuyên ở chung với nhà Nhật rồi. Tại vì ba mẹ Nhật cũng hay đi làm xa, thì chỉ thường xuyên á là những ngày ba mẹ Nhật đi làm xa thì Hậu mới về thôi. Còn những ngày ba mẹ Nhật về á thì Hậu sợ kiếp xá, đó là cái ngày xưa như vậy. À sau quen nhau được bao lâu thì mình cưới hả? Ba năm. Tại Nhật quen nhau ngày 1 tháng 7 2014, Nhật cưới nhau ngày 1 tháng 7 2017, đúng ba, tròn 3 năm. Ngày cưới là ngày kỷ niệm 3 năm luôn. Rồi gia đình của Hậu thì sao? Gia đình của em thì nó hơi khó một tí xíu, bởi vì là do là gia đình là ba mẹ anh chị rồi toàn là làm là trong nhà nước. Xung quanh thì đang ở dưới quê nữa, nên là mọi thứ nó hơi khó một tí xíu. Là bởi vì trước đó là chị và mẹ biết trước rồi, biết từ khi mà còn học năm lớp 10, cuối năm lớp 11. Bởi vì lúc đó là mình có một mối tình đầu tiên. Nên là sau cái chị phát hiện. Là sao chị phát hiện? Nhắn tin. Sau chị phát hiện, sau cái chị mới nói với mẹ. Thì bắt đầu lúc đó thì cái khoảng thời gian là gọi là kinh khủng nhất, là nó ùa tới.
Một tới rồi xong mọi người có thể biết được là nó kinh khủng cụ thể ra sao không? Áp lực tâm lý rất là nhiều, bởi vì lúc đó là đang là năm cuối lớp 11 bắt đầu năm lớp 12. Rồi mẹ thì mẹ bị stress luôn. Stress, okay. Mẹ lo rồi lúc đó mẹ cũng sợ, thì kiểu như sau khi mà em đậu đại học rồi, rồi cái ở xa gia đình rồi cái tình cảm nó cũng sẽ thay đổi dần. Rồi mẹ thì cũng bắt đầu kiểu như là tình mẹ con mà nên không thể nào mà cứ giận hoài vậy được. Thì cứ yêu thương. Nhưng mà lâu lâu thì về mẹ cũng sẽ hỏi. Mẹ hỏi cũng vui lắm. Còn vậy không? Hỏi mà không biết trả lời sao luôn nữa.